Đảnh lễ quý sư, con có một câu hỏi. Thưa quý sư, nếu như một người cư sĩ tại gia đến chùa lỡ khởi lên ý dâm dục với một vị tỷ kheo, thì liền biết ngay đây là tâm bất thiện và quả báo rất lớn mà dập tắt liền, chuyển đổi tâm trí suy nghĩ sang điều khác thì có phạm lỗi gì không sư? Con xin cảm ơn quý sư. Khi mà chúng ta sanh khởi tâm bất thiện á, điều quan trọng là chúng ta phát hiện ra ngay và chúng ta thay đổi đó. Thì đây là điều tốt. Cho nên á, ở trong tứ chánh cần thì nó có cái là không cho tâm bất thiện chưa sanh thì đừng cho sanh khởi. Và nếu như đã sanh khởi thì làm cho nó tiêu diệt. Thì chúng ta kẹt cái là bây giờ chúng ta thiếu cái chi phần là tâm nó chưa sanh thì mình đừng làm cho sanh khởi, mình làm không được. Thì tới hồi tâm bất thiện đã sanh khởi rồi thì mình làm cho nó tiêu diệt thì đó là điều đúng đắn. Cho nên thay vì mình lo lắng vì điều đó, bởi vì là nó chỉ khởi ở ý thôi, hơn nữa thời gian rất là ngắn, và sau đó là chúng ta có chánh niệm phát hiện ra ngay và chúng ta thay đổi. Cho nên điều quan trọng là chúng ta đã có được chánh niệm phát hiện ra vấn đề và chúng ta khắc phục đó, thì đây là điều tốt. Còn cái việc khởi sanh tâm bất thiện thì nó do nhiều cái nhân duyên, ví dụ như do các căn mình đã quên mất sự phòng hộ cho nên mình bị thiêu đốt. Thành ra là cái bài học rút ra ở đây là gì? Là hãy thường xuyên phòng hộ các căn, đặc biệt là phòng hộ ý. Nhờ như vậy quý vị sẽ được an lạc. Còn những chuyện đã qua thì đừng để nó trở thành điều khiến cho mình phải bận lòng. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì ở đây có hỏi là trong cái trường hợp này nói là chuyển đổi tâm trí suy nghĩ sang một cái điều khác, mà cái điều khác này sư nhấn mạnh cái điều đó phải là thiện nha, cái điều đó phải là thiện, và mở ngoặc nữa cái điều thiện đó là phải có tinh thần mà gọi là chánh niệm tỉnh giác, tinh thần tứ niệm xứ trong đó đó, đúng không? Thì mới là ngăn ngừa, dùng cái từ mà gọi là ngăn ngừa được những cái tội lỗi ngay trong hiện tại, những cái tội lỗi hay là những cái ác nghiệp tiêu bị ngay trong tương lai. Nó như vậy, rất rõ ràng. Bởi vì cái ý mà thuộc về dâm dục, thưa quý vị, nó cũng là thuộc về gọi là tham ác, thưa quý vị, tham ác. Trong 10 bất thiện nghiệp đó, mà nếu một người mà xài với cái tâm, tuy là thuộc về ý, nhưng mà Thế Tôn Ngài nói rất là rõ. Nếu mà cái tham ác này là nó nuôi dưỡng trong tâm mình nó rất là nhiều, phải không? Nhiều trong một thời gian dài cả cuộc đời mình đó. Mà nếu mà lúc cận tử nó trở lại mình là cũng đưa mình đến cái con khổ. Thì ở đây á là vấn đề chính á, là sư đã nói đó, nghĩa là chuyển đổi, một lần nữa xin nhấn mạnh nha, chuyển đổi tâm trí sang điều khác là tức là tâm thiền, mở ngoặt ra là chánh niệm tinh giác, tức là có phải có tinh thần tứ niệm xứ hôm nay, thì chúng ta sẽ tránh được những cái tội lỗi ngay trong hiện tại và tránh được những cái tội lỗi ở trong tương lai. Và có một điều nữa sư cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đức Hạnh Tuệ, đó là cái tinh thần mà gọi là có cái tứ chánh cần đó, ở đây đó thật sự rất là đúng, thưa quý vị, đúng không? Nhưng mà quý vị phải hiểu rộng thêm một điều này nữa, là chúng ta đặt hỏi, ủa vậy như thế nào mà để phát triển được những cái phẩm chất mà đưa đến giác ngộ và 37 phẩm chơi đạo đó, đúng không? Như vậy đó, đặc biệt là ở trong trường hợp này là phải có tứ chánh cần như Đại Đức Hạnh Tuệ nói nè. Thì xin thưa quý vị, ở trong chú giải kinh tứ niệm xứ cũng có nói là để cái thân tâm mình á, cái thân và tâm mình nó hết khổ thân, hết khổ tâm, nó được cái thanh tịnh, thì cái con đường duy nhất này á là cái điểm khởi đầu là gì? Tứ niệm xứ. Rất rõ ha. Rồi đoạn giữa là gì? Đoạn giữa tức là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, và đoạn cuối là bát chánh đạo. Đó, quý vị nắm giúp sư cái điểm quan trọng này để mình thực hành, để mình đạt được cái sự an lạc ngay trong hiện tại và cái sự an lạc tối thượng ở trong tương lai.
xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi.